ăn trứng thực làm men mà sao sao là... hai đời vợ vợ bây giờ không biết là sao nào là nam bạn không biết không biết đó đây là một số đó, đó là ai mà kiểu một người rất là đẹp trai. Anh Ngàn ơi tôi bây giờ 25 năm nè, anh phải đứng đây để em quay gió ở đây nè. Bây giờ hôm nay là kỷ niệm 25 năm của anh, thì anh có một lời nào anh muốn nói chuyện với khán giả của anh? Thôi em hỏi là thật là vui vẻ và hạnh phúc. Thì anh nghĩ 25 năm còn bao nhiêu năm nữa anh? Cô hỏi anh đứng qua bên này là sao đó, đó rồi đó nghe đây là ánh sáng đẹp là rồi thưa quý vị khán thính giả, cô Kỳ Duyên hay là nghệ sĩ thì đôi khi cứ nói là anh Ngạn hay bi quan hay là chú Ngạn cũng bi quan, nhưng mà sự thực ra không phải. Tôi là người rất là thực tế. Khi mà tôi lên sân khấu Thiên Nga cách đây 25 năm, chính tôi cũng không ngờ có thể đứng lâu được như vậy. Và một ông cụ năm nay đã 72 tuổi, đây 73 tuổi ta rồi, mà vẫn còn khán thính giả yêu mến. Cho nên là sự thực từ cái tour mà chúng tôi làm suốt năm 2017 vừa rồi, kỷ niệm 25 năm, thật sự là để tạo cái cơ hội đến gặp gỡ khán giả tại khắp các thành phố từ Âu Châu, Úc Châu, Canada và nước Mỹ. Chỉ có tiếc là tôi chưa có cái cơ hội để gặp gỡ khán giả tại Việt Nam mà thôi. Sẽ có, em hy vọng sẽ có. Em hy vọng sẽ có chứ. Quý vị ơi, quý vị nào ở Việt Nam mà có muốn gặp anh Ngạn thì xin quý vị thả tim cho Kiều Duyên thấy thật nhiều đi. Ai cũng chúc là anh Ngạn thật nhiều sức khỏe. Có một người nói là anh Ngạn mặc đồ lịch sự nữa chứ. Trời, phong lên nó mặc đồ lịch sự tuxedo màu tím lại màu rất là lãng mạn. Anh ơi, bây giờ hỏi một câu rất quan trọng nè. Anh nghĩ là sang năm Paris by Night và Trung Tâm Thính Nga còn hay không? Câu hỏi là câu ai cũng muốn là biết đấy. Cái câu này tôi xin xác nhận 99.9% đi, tại vì tôi không phải cô Tô Ngọc Thủy. Nhưng mà tôi biết cái tình hình là như này. Thúy Nga vẫn còn bình thường, không thay đổi gì cả. Nhưng cái sản phẩm Paris by Night như hiện nay, như là cái sản phẩm mà quý vị đang coi 35 năm nay, tức là cái sản phẩm đắt giá, thì có thể phải ngưng lại để đổi sang một cái sản phẩm khác dưới một cái tên khác. Tôi hay nói đùa chẳng hạn như lấy tên là Kỳ Duyên House chẳng hạn, để mà mướn các chuyên viên Việt Nam thâu hình, giá thành nó sẽ rẻ hơn. Thí dụ cụ thể là hiện nay một cuốn tại Las Vegas là 1.2 triệu, quay tại Las Vegas 1.2 triệu là vì chúng tôi đã thương quý vị rất nhiều lần rằng các chương trình Paris by Night từ trước đến nay không có người Việt nào từ A đến Z, tức là người Việt chỉ thu behind the scene, tức là hậu trường sân khấu mà thôi. Còn từ phong cảnh dựng đèn đuốc cho tới chuyên viên, tất cả đều của Hollywood, đều là của Mỹ. Cho nên cái giá của nó là 1.1 triệu tới 1.2 triệu một cuốn. Bởi vậy cho nên là băng bây giờ không có bán được. Do đó là Thúy Nga phải tìm một cái đường hướng khác. Có nghĩa là Trung Tâm Thúy Nga vẫn tồn tại, nhưng cái sản phẩm Paris by Night có thể phải ngưng lại, đổi tên sang một cái sản phẩm khác mà cái giá thành nó thấp hơn. Anh em hỏi một câu cuối là tại vì anh là người là tất nhiên đã được dẫn dắt và hướng dẫn em trong cái nghề MC. Thành ra cái sự thành công của em có được cũng nhờ anh. Vậy cho trong nước bây giờ là có rất nhiều những MC. Thì nếu mà bây giờ anh phải dạy một cái bí quyết hay là ba cái điều quan trọng mà một người MC cần nhớ hoặc cần nói là cái gì? Tại vì em phải hỏi chứ không, thưa quý vị biết anh Ngạn năm nay là cũng 72 với 73 rồi. Nói chung là... gần đất xa trời. Đó là anh nói đó. Thành ra anh nên để lại một vài câu tâm huyết gì cho hậu bối. Thưa, cái tâm huyết hay là cái kinh nghiệm thì tôi đã viết trong cuốn Kỷ niệm sân khấu rồi. Cô Kỳ Duyên đã đọc, Bằng Kiều đã đọc, các nghệ sĩ đa số đã đọc. Thì thật sự ra nói một cách tổng quát á, thì tôi vẫn nói là muốn làm ca sĩ thì phải có giọng hát, muốn làm MC thì phải có giọng nói. Đó là hai cái căn bản. Từ cái căn bản đó nó mới ra cái khác. Thí dụ mình học, mà cái căn bản đó là mình gọi là thiên bẩm hay thiên phú hay là trời cho. Từ cái căn bản đó mình có rồi. Thí dụ bây giờ Bằng Kiều đi vào trường nhạc học, nhưng nếu mà bẩm sinh không có cái giọng hát trời cho thì học cái gì để thành ca sĩ?
người ta có thể học ra tiến sĩ văn chương để đi dạy văn, để đi viết biên thảo, nhưng chưa chắc làm được một bài thơ. Người ta có thể học ra tiến sĩ âm nhạc để biên khảo, để dạy, để làm giáo sư âm nhạc, người ta chưa chắc đã thành ca sĩ hoặc là một nhạc sĩ sáng tác. Cho nên tự căn bản nó phải có yếu tố trời cho đã. Tuy nhiên, anh vẫn nói Việt Nam có 90 triệu dân. Không lẽ chỉ có mình với Hồng Ngạn làm MC được sao? Chắc chắn là không. Phải có nhiều người nói hay hơn hoặc hay bằng anh, nhưng họ chưa có một cái cơ hội. Bởi vì bên cạnh cái tài năng, người nổi tiếng còn phải có cái số mệnh nữa. Nhưng mà em nghĩ một cái rất quan trọng, ngoài tất cả những cái giọng nói như anh nói là cái kiến thức. Ở Mỹ thì một người host của nó có cả một, như là mấy chục người viết và gọi là nghiên cứu các thứ đề tài. Ở Việt Nam mình chỉ phần đông là không có. MC mình là phải tự nói lấy có hết. Còn những cái mà để cho những người khác viết cho mình thì nhiều khi nó không đúng với cái giọng nói của mình. Thành ra em vẫn nghĩ là MC cái quan trọng, ngoài cái giọng hát, ngoài cái cung cách là phải có cái kiến thức. Không phải cô. Không phải. Dĩ nhiên là một cái anchor của Mỹ, một cái show host của Mỹ là MC. Thí dụ như Jelino hay là David Letterman. Người ta nói là ông ấy thất nghiệp sẽ kéo theo 200 người thất nghiệp. Bởi vì khi ông ấy ngồi làm host thì có 200 người phụ tá. Người ta, người thì mỗi buổi sáng đọc báo, người thì collect chuyện cười, người thì collect chuyện thời sự Donald Trump. Tất cả là cho vào đó. Ông này chỉ việc lên nói theo những cái kịch bản người ta đã soạn thôi. MC Việt Nam nó vất vả như cô làm việc với anh, là mình tự nghiên cứu kịch bản, mình tự trau dồi cái kiến thức. Tuy nhiên, có rất nhiều, anh lại nói phải nói lại là có hàng triệu người Việt Nam kiến thức rộng hơn anh, đọc nhiều sách hơn anh, sâu hơn anh, nhưng có dùng được hay không? Cái chuyện đó mới là quan trọng. Lên sân khấu có bật ra hay không? Cô làm MC với anh 25 năm nay, thì cô cũng phải xác nhận với anh là 25 năm nay chưa bao giờ làm MC mà soạn bài. Tức là đến bên cạnh sân khấu, nhiều khi cô Kỳ Duyên có hỏi, ủa, show này có anh à? Lát ra nói gì? Tức là nó không soạn bài, thì cái kiến thức mà mình dùng đó, mà mình soạn trước, mình ra mình nói, nhiều khi nó cứng lắm. Cho nên nó phải có cái dùng được, là nó có sẵn ở trong đầu. Nhưng mà thôi, nói nhiều quá, nói nhiều quá. Xin tạm biệt quý vị khán giả, vì chưa bao giờ tôi nói nhiều như thế này. Dạ, cái này là free đó. Nãy quý vị thấy cái người ngồi la hét kia là Diễm Sương, rồi còn cái người mà cứ cái phone mà lên đó là của Bằng Kiều. Ali và bầu Steven Mai đang ngồi đếm tiền để trả cho nghệ sĩ. Hôm nay Christmas có bonus cho nghệ sĩ thế nào? Cho chú 25 năm trong thật là hạnh phúc, mà bonus thì không có. All right, good night everyone.